Khi áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày 6 tháng 9, bão Iagi có thể đạt cường độ cấp 14, giật cấp 17 và ít thay đổi cường độ khi tiến vào vịnh Bắc Bộ, dự báo gây nguy hiểm cho một vùng rất rộng lớn trên biển và đất liền nước ta. Vào 13 giờ chiều ngày 3 tháng 9, tâm bão Iagi trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 88 km h giật cấp 11. Những giờ qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km/giờ. Đến chiều tối ngày mùng 3 tháng 9, các đài khí tượng lớn trên thế giới có sự thống nhất cao về đường đi của bão Iagi với nhận định bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, sau đó ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam. Về vùng đổ bộ, các chuyên gia đưa ra nhiều kịch bản có thể xảy ra, trong đó xác suất có khả năng cao là bão đổ bộ khu vực đồng bằng Bắc Bộ của Việt Nam gây ra tác động vô cùng rộng lớn và nghiêm trọng. Một kịch bản khác là bão có thể đi vào Quảng Ninh, Hải Phòng với vùng ảnh hưởng nhỏ hơn. Cũng có dự báo cho rằng bão có thể đi sâu xuống phía Nam hướng về các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn do không ghi nhận hoạt động của không khí lạnh ở phương Bắc, vốn là nguyên nhân khiến bão đi xuống các tỉnh miền Trung. Về cường độ của bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng mức cảnh báo lên một cấp so với nhận định sáng ngày 3 tháng 9. Theo đó, trong 24 giờ tới, tính từ 13 giờ chiều ngày 3 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chậm, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão cách đảo Hải Nam Trung Quốc 730 km về phía đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Những ngày sau đó, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ từ khoảng 10 đến 15 km h và tiếp tục nhận nguồn năng lượng khổng lồ trên biển để mạnh lên. Đến 13 giờ chiều ngày 6 tháng 9, khi áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão đạt cấp 14, giật cấp 17. Khi vào vịnh Bắc Bộ trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, bão Iagi được nhận định ít thay đổi cường độ do gặp điều kiện mặt biển ấm trên khu vực này, sau đó đi vào đất liền nước Tam. Do ảnh hưởng của bão Iagi, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Từ chiều ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, bão Iagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão, sóng biển cao từ 7 đến 9 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực này. Bão Iagi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines, mạnh lên thành bão vào đêm ngày 1 tháng 9, đi vào Biển Đông trong sáng ngày 3 tháng 9. Trước khi vào Biển Đông, bão càn quét miền Bắc và miền Trung Philippines với mưa lớn, gió giật mạnh dẫn đến ngập úng, sạt lở, làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Cơn bão này được nhận định rất mạnh trên Biển Đông năm nay với diễn biến khó lường. Đã có nhiều tỉnh thành ban hành thông báo khẩn đến các chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền nắm diễn biến của thiên tai, chủ động sản xuất và phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa to. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông cục bộ. Cơ quan an ninh điều tra phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam, sinh năm 1963, Quê Trà Vinh, tạm trú tỉnh Hậu Giang, để điều tra về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 qua mạng xã hội, nam biết đến tổ chức phản động khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Khi đó, nam lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi với các đối tượng, liên lạc với các đối tượng là thành viên thuộc tổ chức phản động khủng bố này. Sau thời gian tìm hiểu điều lệ, đường lối hoạt động của tổ chức phản động nói trên, nam đã nộp hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp bí danh bí số để liên lạc hoạt động mặc dù cơ quan công an nhiều lần làm việc gian đe giáo dục nam cũng như tạo cơ hội để nam từ bỏ tổ chức phản động nhưng hắn vẫn ngoan cố cho rằng việc làm của mình là đúng không dừng lại nam còn thay đổi địa bàn hoạt động được cấp bí số mới tiếp tục móc nối liên lạc với các đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động gia tăng các hoạt động chống phá hắn cũng tích cực tuyên truyền lôi kéo người khác cùng tham gia nam đã thu thập thông tin cá nhân lập danh sách hàng trăm người trong và ngoài địa bàn tỉnh hậu giang gửi cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài để thực hiện trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa theo chỉ đạo của tổ chức quá trình bắt khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu thiết bị liên quan hành vi phạm tội của vương văn hồng nam cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nam và các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý Sáng mùng 2 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được thông tin từ hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc về vụ việc một người tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 28, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, thuộc địa giới xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng 17 giờ 40 phút ngày mùng 1 tháng 9, bà VTH, thường trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đến công an xã Bình Châu trình báo. Khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 8 ông NMC, chồng của bà Hát, thường trú xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, rời khỏi nhà thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để đi cơ cây. Đến khoảng 8 giờ 13 phút ngày 1 tháng 9 vẫn chưa thấy ông C về nên bà Hát gọi điện nhưng chuông đổ mà ông C không nghe máy. Bà Hát cũng gọi điện cho nhiều người thân để tìm nhưng không ai biết ông C ở đâu. Do lo lắng nên bà Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, bà Hát đã nhờ ông VVT anh ruột của bà Hát đi tìm thì phát hiện ông C tử vong trong tình cảnh cây đè lên người ở khu vực rừng bảo tồn trong lâm phần khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 9, nhận được thông tin về vụ việc, cán bộ trạm kiểm lâm địa bàn Bình Châu đã xuống hiện trường phối hợp cùng công an huyện Xuyên Mộc, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu và lực lượng địa phương phối hợp xác minh ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực ông C bị nạn thuộc khoảnh 8 tiểu khu 28, khu bảo tồn thuộc địa giới xã Bình Châu. Tại hiện trường ghi nhận có một cây tràm đường kính khoảng 20cm bị cắt thành hai khúc, trong đó có một khúc dài hơn 1m, một khúc dài 19m. Ông C nằm úp mặt dưới đất và bị khúc cây tràm dài đè. Vụ việc đã được chuyển công an tỉnh để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông C. Phía kiểm lâm cũng kiểm tra, thống kê số cây tràm bị cắt quanh khu vực xảy ra vụ việc. Theo lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu, Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực rừng có mưa to. Hiện chưa rõ nguyên nhân ông C tử vong và đang chờ công an điều tra. Thi thể của ông C đã được bàn giao cho gia đình an táng. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu là nơi cấm khai thác, chặt phá, nhưng thời gian qua vẫn có vụ người dân vào rừng chặt cây, phá rừng trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Sinh ra và lớn lên tại tiểu bang California, Hoa Kỳ, Amanda Nguyễn, 32 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, năm 2013. Cô cũng từng làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard, Smithsonian, trước khi sắp trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Amanda Nguyễn, nổi tiếng đấu tranh cho quyền của các nạn nhân bị tấn công tình dục. Cô cũng được ghi nhận là người khởi xướng phong trào ngăn chặn sự thù ghét với người Mỹ gốc Á. Cô được đề cử giải Nobel Hòa Bình vào năm 2019 và được tạp chí Times vinh danh Người Phụ Nữ của năm 2022. Cô cho biết Khoảnh khắc nhận được thông báo từ tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity, tôi cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn gia đình, văn hóa, truyền thống Việt và tất cả những người đã giúp tôi vươn tới vị trí ngày hôm nay. Theo kế hoạch, cô sẽ du hành vào không gian trong đợt phóng tên lửa đẩy New Shepard tiếp theo của tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin. Cô muốn những cô gái Việt Nam có thể thấy chính mình giữa những vì sao. Cô cho biết, cô là người đầu tiên nhưng sẽ không phải là người Việt cuối cùng vượt qua quãng đường Karman, ranh giới giữa bầu khí quyển của trái đất và vũ trụ. Sự quan tâm của tôi với vũ trụ xuất phát từ hiệu ứng toàn cảnh, overview effect. Đó là trải nghiệm mà nhiều phi hành gia có được khi lần đầu tiên du hành vào vũ trụ. Là góc nhìn từ không gian để thấy mọi sinh vật sống đều đang hiện diện trên chấm màu xanh nhạt này. Theo cô, các ứng cử viên tham gia chương trình phi hành gia công dân của Space for Humanity phải trải qua 3 vòng tuyển chọn. Những người được lựa chọn cần nói tiếng Anh trôi chảy, có kỹ năng dẫn dắt cộng đồng, biết giao tiếp hiệu quả và hấp dẫn, tạo tác động tích cực trong cuộc sống quan trọng là họ phải có mong muốn trải nghiệm, ngắm nhìn không gian và sẵn sàng gắn bó với chương trình phi hành gia công dân. Cô cho biết, trong 3 năm qua, tôi tham gia khóa đào tạo phi hành gia tại Viện Khoa học Hàng không Quốc tế IEAS ở tiểu bang Florida. Tại đây, tôi đã trải qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành, chẳng hạn bài huấn luyện với cực G, mô phỏng di chuyển ra ngoài không gian, các hệ thống sinh tồn và các thử nghiệm trong buồng giảm áp. Sáng ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, ngày 16 tháng 5, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam bị can Bùi Thị Kim Dung, sinh năm 1972, ở số 93 Hồng Bàng, phường Sở dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Mở rộng điều tra ngày mùng 1 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai tại hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bá Trúc và khu Quai Trào, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Nhưng từ năm 2020 đến khi bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, tạm giam, Bị can Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại cầu vồng Hoa Lan 7 và 1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc hai dự án này cho nhiều người. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bị can Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất thuộc hai dự án trên cho 46 người, nhưng 46 người này chưa được bị can Dung giao đất, chưa được bị can Dung trả lại tiền. Sau khi nhận tiền, bị can Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty trên để tiếp tục triển khai thực hiện dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Để giải quyết yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan, Ngày 21 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức kê biên tài sản là 204 trên 224 thửa đất thuộc hai dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Trúc và khu Quai Trào tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, An Dương Hải Phòng đã được Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7 và 1. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra cũng ra thông báo đến các cá nhân, tổ chức đã bị Bùi Thị Kim Dung lừa đảo gần 300 tỷ đồng trong việc chuyển nhượng 204 lô đất ở Hải Phòng, cũng khẩn trương liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Địa chỉ liên hệ số 280 Lạch Chay, đường Bờ Mương, An Kim Hải, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, hoặc liên hệ qua điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại 0978 178 937 để được giải quyết theo cơ quan điều tra nếu các cá nhân tổ chức có liên quan không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hải Phòng không xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án